Nửa đầu năm 2023, phim điện ảnh Việt có 5 tác phẩm gặt hái doanh thu cao bao gồm Nhà bà nữ, Lật mặt 6, Tấm vé định mệnh, Siêu lầy gặp siêu lừa, Chị em 2, Con nhót mót chồng. Phim Nhà bà nữ do Trấn Thành đạo diễn và Chị em 2 do Vũ Ngọc Đãng đạo diễn đã cùng ra rạp dịp Tết Quý Mão năm 2023. Phim Siêu lừa gặp siêu lầy do Võ Thanh Hòa đạo diễn thuộc thể loại hành động hài hước. Phim Lật mặt 6, Tấm vé định mệnh do Lý Hải đạo diễn thuộc thể loại giật gân tâm lý pha hành động hài hước. Phim Con nhóc mất chồng do Vũ Ngọc Đãng đạo diễn xoay quanh câu chuyện về mối quan hệ giữa Nhót, Thu Trang đóng và cha cô là ông Xỉn, Thái Hòa đóng. Phim thể loại hành động hài hước gia đình kẻ ẩn danh của đạo diễn Đan Trần xoay quanh câu chuyện về Lâm, Kiều Minh Tuấn đóng, một sát thủ ở ẩn có quá khứ đầy nỗi đau, muốn sống bình yên nhưng không được như ý nguyện. Ngoài các phim thương mại năm 2023, rạp Việt còn đón nhận các phim độc lập tạo tiếng vang tại các liên hoan phim quốc tế như Bên trong vỏ kén vàng, Thành phố ngủ gật, phim Bên trong vỏ kén vàng của đạo diễn Phạm Thiên Ân, phim Thành phố ngủ gật thuộc thể loại tâm lý giật gân khai thác đề tài tâm lý tội phạm. Dù thất bại doanh thu, hai phim Fenty của đạo diễn Andy Nguyễn và Live phát trực tiếp của đạo diễn Khương Ngọc tạo được chú ý khi khai thác đề tài mới lạ ở điện ảnh Việt là mặt tối của mạng xã hội. Hai phim đều mắc phải điểm yếu về kịch bản. Được trông đợi nhiều vì khai thác đậm nét các chất văn hóa bản địa, phim Đất rừng phương Nam của Nguyễn Quang Dũng đạo diễn ra rạp từ ngày 20 tháng 10 và phim Người vợ cuối cùng của đạo diễn Victor Vũ ra rạp từ ngày 3 tháng 11. Trong đó, Đất rừng phương Nam lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đoàn Giỏi. Phim kể lại hành trình của cậu bé An, Huỳnh Hạo Khang đóng, trên hành trình đi tìm cha. Phim Người vợ cuối cùng được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Hồ Oán Hận của tác giả Hồng Thái, tái hiện cuộc đời thân phận của những phụ nữ ở phong kiến cuối thế kỷ thứ 19. Cùng chờ xem tác phẩm nào sẽ nhận được sự yêu mến ủng hộ của bạn đọc để chiến thắng trên đường đua bình chọn giải Mai Vàng năm nay.